Sáng nay, Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026, đến dự có phó chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến và phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Dương Đình Liễu. Theo đánh giá tại đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã thực hiện hiệu quả hoạt động nhân đạo, hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng, góp phần lan tỏa các giá trị nhân đạo, thúc đẩy phong trào chữ thập đỏ. 5 năm qua, tổng trị giá hoạt động nhân đạo đạt hơn 243 tỷ đồng, gần 16.000 địa chỉ nhân đạo được trợ giúp, thông qua tháng nhân đạo, hàng năm đã vận động hỗ trợ hơn 18.000 lượt đối tượng. Các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ vào các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đà Nẵng nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu cả nước về tỷ lệ người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Các cấp hội cũng thực hiện nhiều hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội chữ thập đỏ thành phố tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đổi mới vì sự phát triển bền vững, tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ.